Thứ nhất là phải biết hy sinh cho gia đình, không cần đẹp xấu. Yêu là phải chân thành, chia sẻ, cảm thông cho mình. Nhưng mà em có ngại cái vấn đề là bây giờ ảnh đã có con rồi và ảnh phải chu cấp cho con của mình không? Dạ không, thì nói chung là làm người đàn ông á, mà khi mà có con mà người ta nghĩ đến cái việc chu cấp cho con người ta thì cái đó là người đàn ông tốt. Nhưng mà anh đừng có ăn chơi. Anh đừng ăn chơi. Dạ, anh chí dạ, thú làm ăn lắm đúng không? Em không ăn chơi, cờ bạc không, hút thuộc không. Rượu chè thì tất nhiên là bia rượu thì trong công việc thì cũng phải thỉnh thoảng, nếu mà giao tiếp công việc hoặc là xã giao đến ngoài xã hội thì mình vậy cũng có một chút chứ. Bây giờ là vốn liếng là có được chút đỉnh để chuẩn bị cho gia đình mới không? Dạ em đi làm việc bên đó 3 năm thì em cũng để dành được một số vốn nhỏ nhỏ rồi. Bây giờ cũng muốn tìm một người yêu như thế nào? Em tìm một người yêu thì trước tiên về cái ngoại hình thì mặt ưa nhìn một chút, được da trắng vì tại em đen rồi, em muốn bạn gái trắng hơn em một chút rồi. Anh ơi em đen lắm. Anh ơi em đen lắm. Còn về cái tính cách thì phụ nữ của gia đình, chăm lo gia đình rồi biết quan tâm chia sẻ rồi chịu khó làm ăn thì là ok. Tôi thấy là cô giáo bên đây của tôi là có đầy đủ những cái yếu được tố rồi. Mà dạ, đúng. Em yêu cầu chỉ có nước da của cổ mà đen đều mà đẹp lắm. Cô giáo nâu, mà không? Nâu chứ không phải là đen. Nâu chị. Da nâu. Em chào anh Quyền Linh. Rồi cô giáo là nước da thì nói chung trắng không bằng ở đây da chút. Da này là đẹp này nghe, da này bây giờ đang là trend đang nha. Xu hướng đó nha. Ừ. Em có yêu cầu về nhà cửa, về chỗ ở hay về gì không? Dạ chắc có chút chút. Chút chút là yêu cầu gì em nói thử coi. Gì nói bên đây đáp nào ứng được không? Dạ thiệt em thì cũng không thích làm dâu lắm. Tại vì em cũng chào anh. Chào anh trai. Dạ. Thôi đi em. Dạ. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Em năm nay 33 tuổi rồi. Em hiện đang là giáo viên mầm non ở quận 9. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và toàn bộ quý vị khán giả trong trường quay. Và xin chào bạn gái bên kia em ạ. Em tên là Hoàng Trung Thông, năm nay 33 tuổi, em ở Quảng Bình. Công việc là QC, là bên kiểm tra chất lượng sản phẩm. Kiểm tra chất lượng sản phẩm. Hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ồ, Biên Hòa hả? Dạ. Biên Hòa cũng gần. Nhà gái cho đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì tự tin, vui vẻ, và hòa đồng, dễ gần. Còn khuyết điểm của em thì hay cả nể. Có sở thích gì không? Dạ có, em thì thích đi du lịch, ca hát, rồi có thích nuôi động vật không? Dạ không, em sợ lắm. À, sợ động vật. Rồi, ok. Còn bên kia, bạn nam ơi. Ưu điểm, khuyết điểm là gì em? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, cầu tiến, giỏi, ngon. Vậy là khỏe rồi ha. Dạ. Rồi, khuyết điểm là gì? Hay quên. Hay quên. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng lần đò rồi. Một lần đò? Dạ, cũng một lần cũng được 3 năm rồi. 3 năm, có con chưa? Có được bé trai hơn 1 năm rưỡi rồi. Bé trai 1 năm rưỡi, ở với mẹ? Dạ. Bây giờ là ở bên đó sao chia tay vậy? Lý do thì trước đây thì em cũng đi theo xuất khẩu lao động thì cũng có quen vợ cũ của em, quen trên mạng cũng gần, cũng có tìm hiểu được kỹ nên là sau khi kết hôn về cưới nhau ở một thời gian thì em phát hiện cái bí mật đó là vợ em chơi số đề á. Làm gì? Chơi số đề, quyết định là chia tay. Có liên lạc gì với nhau? Có chứ. Em tháng thì em vẫn có chu cấp. Vẫn có chu cấp. Dạ, vẫn có chu cấp cho cháu. Thôi muốn hỏi bên nữ nè, còn mình thì sao nè? Em cũng một lần đò rồi. À vậy hả? Chia tay lâu chưa? Dạ em chia tay cũng được 3 năm rồi. 3 năm. Em thì chưa có baby. Cái lý do để tụi em chia tay là sao? Là hai tụi em không có tiếng nói chung. Anh cũng còn hơi ham chơi quá. Bạn đời tiếp theo của em phải như thế nào? Thứ nhất là phải biết hy sinh cho gia đình, không cần đẹp xấu. Yêu là phải chân thành, chia sẻ, cảm thông cho mình. Nhưng mà em có ngại cái vấn đề là bây giờ ảnh đã có con rồi và anh phải chu cấp cho con của mình không?
Dạ không, thì nói chung là làm người đàn ông á, mà khi mà có con mà người ta nghĩ đến cái việc chu cấp cho con người ta thì cái đó là người đàn ông tốt. Nhưng mà anh đừng có anh chơi. Anh đừng anh chơi. Dạ, anh chí thú làm ăn lắm đúng không? Em không ăn chơi, cờ bạc không, hút thuộc không. Rượu chè thì tất nhiên là bia rượu thì trong công việc thì cũng phải thỉnh thoảng, nếu mà giao tiếp công việc hoặc là xã giao đến ngoài xã hội thì mình vậy cũng có một chút chứ. Bây giờ là vốn liếng là có dạ, được chút đỉnh để chuẩn dạ, bị cho dạ, gia em, đình mới không? Dạ em đi làm việc bên đó 3 năm thì em cũng để dành được một số vốn nhỏ nhỏ rồi. Bây giờ cũng muốn tìm một người yêu như thế nào? Em tìm một người yêu thì trước tiên về cái ngoại hình thì mặt ưa nhìn một chút, mặt da trắng vì tại em đen rồi em muốn bạn gái trắng hơn em một chút rồi. Anh ơi còn... em đen lắm. Anh ơi em đen lắm. Còn về cái tính cách thì phụ nữ của gia đình, chăm lo gia đình rồi biết quan tâm chia sẻ rồi chịu khó làm ăn thì là ok. Tôi thấy là cô giáo bên đây của tôi là có đầy đủ những cái yếu được tố rồi. Mà dạ, đúng. Em yêu cầu chỉ có nước da của cổ mà đen đều mà đẹp lắm. Cô giáo nâu, mà không? Nâu chứ không phải là đen. Nâu chị. Da nâu. Em chào anh Quyền Linh. Em. Rồi cô giáo là nước da thì nói chung trắng không đẹp, không ở đây chút. Da này là đẹp này nghe, da này bây giờ đang là trend đang nha. Xu hướng đó nha. Ừ. Em có yêu cầu về nhà cửa, về chỗ ở hay về gì không? Dạ chắc có chút chút. Chút chút là yêu cầu gì em nói thử coi. Gì nói bên đây đáp nào? Ứng được không? Dạ thì em thì cũng không thích làm dâu lắm. Tại vì em cũng vụng về lắm, không giỏi lắm. Với lại cái công việc của em là không ở nhà nhiều được. Cái nghề chính của em là giáo viên. Nhưng mà em còn bán hàng online. Rồi em còn đi make up nữa. Cho nên là em cứ phải đi hay đi á. Bạn của em thì nếu mà có thể thì có nhà riêng cũng được. Có chỗ ở ổn định không? Dạ thì hiện tại thì em đang ở phòng trọ đó. Nhưng mà cái hướng sắp tới khoảng bao lâu thì mình có thể? Vì hướng sắp tới nếu mà làm ở trong này ổn thì có thể em ở trong này định cư. Em làm ở trong này. Tạm thời kinh tế em vẫn ổn định. Dạ. Người phụ nữ là động lực của người đàn ông để người ta tiến lên. Em đi với ai em gái? Dạ thưa anh Quyền Linh là em đi với anh chị em và đồng nghiệp của em như à, dạ gái. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ em là anh rể của Hằng. Em thấy đàn trai thế nào? Thấy cũng vui vui vẻ, cũng chân tình. Thí dụ hai bên cũng đều có gian dở hết rồi đúng không? Dạ. Thì khi mà nó kết nối lại thì trong cái tình cảm đó thì em cảm thấy là mình có thể mình sống mình sẽ chân tình với nhau được hay không? Dạ nếu mà ví dụ như được sự cho phép bên gia đình thì cho em quen thì mình sẽ có một cái mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới xa luôn. Rồi thì anh thấy em thì anh cũng ok. Dạ, em cũng dạ, vui vẻ hòa đồng chân tình. Thì riêng anh cũng cảm thấy là hai đứa cũng thấy cũng hợp. Em đi chương trình này cùng đi có em rể đi theo. Lời đầu tiên em xin phép được chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Thì em là em rể của anh Thông. Về điểm mạnh của anh Thông á, thì thật thà, siêng năng, luôn là một con người là chăm lo cho gia đình, sống rất là nội tâm. Riêng về vấn đề mà chị cần đó là vấn đề chia sẻ về gia đình á, và công việc, thì em nghĩ là anh Thông đủ đầy đủ để chia sẻ cho chị. Còn về điểm yếu của anh Thông là cái vấn đề mà quá hiền, hơi rụt rè. Nhưng mà em nghĩ chị gái sẽ bù đắp lại cho anh Thông được. Còn riêng về anh Thông thì rất là muốn ổn định về gia đình. Rồi lúc đó công việc anh sẽ nâng cấp lên. Rồi về vấn đề mà nhà cửa cũng không phải là vấn đề khó khăn cho lắm. Em cảm nhận về chị gái, chị là một người với tính cách ban đầu thì rất là thật thà và cũng có xu hướng thiên về gia đình, nội tâm. Thì em cũng mong anh chị bấm nút và hãy trao cho nhau một cơ hội. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Rồi cảm ơn anh trai. Bây giờ để cho hai người tự cảm nhận đi ha. Rào, mở rào. À, chào em. Đó, rồi tặng quà nào, tặng quà nào. Đến với chương trình này anh có món quà tặng em. Em cũng có món quà này tặng anh. Anh cảm ơn. Thế rồi anh cũng đeo đồng hồ, sao anh đeo đây? Đồng hồ hả? Sao em tặng đồng hồ? Cái thứ nhất là em thực sự là cũng rất là thích đeo đồng hồ. Còn với thứ hai là em muốn nếu như mà sau này mình có tiến xa với nhau á thì thời gian sẽ làm cho mình biết trân quý nhau hơn. Anh cảm ơn em. Anh đeo anh ha.
Hay sao? Sao không được. Rung quá anh ơi. Rung quá. Em tự tháo đồng hồ của em để cho à, bạn treo đồng hồ của bạn cho em. À, tháo ra đồng hồ. Cái tay em rung quá. Rung hả? Bình tĩnh với chứ em. Cảm ơn em rung. Cảm ơn em. Cảm nhận đầu tiên khi gặp anh thì em thấy thế nào? Em thấy anh vui vẻ, nhìn có vẻ thật thà. À, rồi anh cảm ơn. Nhìn rất là đàn ông nha, mà rất là duyên dáng nha. Cái nét đẹp này là cái là nét này nét duyên ngầm á. Cảm ơn chị nha. Còn em nói luôn cái cảm nhận của em về cô bạn này đi. Cảm nhận đầu tiên khi gặp bạn gái trên chương trình này thì em thấy bạn gái này rất là xinh, dễ thương. Vâng anh. Hiện tại thì em đang dạy ở quận 9 đúng không? Dạ, hiện tại thì em là giáo viên mầm non. Em công tác ở trường mầm non Long Bình, quận 9 là cũng gần nhà em luôn. À, là em quê là cùng Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ đúng rồi, nguyên quán của ngày xưa của em là ở ngoài Thái Bình. Nhưng mà ông bà gia đình em là ở đây là từ xưa giờ rồi. Hẹn hò thế nào, trao đổi đi. Em nghĩ là cái thời gian trong tuần thì em có thể sắp xếp được vào cái giờ nào, ngày nào nhỉ? Thật sự là công việc em nhiều. Em thì đi dạy thì từ sáng đến chiều rồi. Xong rồi cái đến tối thì là em phải bán hàng online. Thế cũng bận rộn ha. Cho nên là bị ế đó anh. Bận có nên ế đó. Ngày thứ bảy là em được nghỉ làm, là em được rảnh. Còn chủ nhật thì em cũng phải đang đi học. Cũng không có thời gian. Cũng đi học nâng cao có, hả? Dạ đúng rồi. Có nhiều khi khách mà ship hàng là em cũng phải đi ship hàng nữa. Dạ. Cho nên không phải là có nhân viên order cho mình đi đi. Dạ đi không, em tự làm luôn. Tự làm, em tự chốt hàng, tự ship hàng, tự gửi hàng, tự làm hết. Nếu là mai một Tom hẹn hò thì công việc có thể anh đi ship cho em được. Dạ đừng có, em thích nè. Trời ơi, cưng quá. Ừ vậy chứ anh thích người phụ nữ sao? Anh thích một phụ nữ của gia đình, con người là sống tình cảm, thiên về tình cảm, biết quan tâm chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình. Nhưng mà em thì tình cảm có đó, dịu dàng cũng có đó, nhưng mà em thì nấu ăn không giỏi, với lại nhiều khi em hay đi ra ngoài, công việc của em cứ phải đi nhiều á, anh thấy sao? Nấu ăn thì có thể anh nấu rất là... Anh có thể nấu được nhiều món ăn ngon. Điểm mạnh của anh là nấu ăn. Anh cũng vẫn thích nấu ăn. Vậy là mỗi khi em đi làm về mà em chưa kịp đi vô bếp là em đã có món ăn rồi đúng không? Tất nhiên, ví dụ như vợ bần đi chồng có thể làm thay được mà. Nói chung là anh mọi việc trong nhà anh có thể làm được, điền được hay là tất cả mọi việc trong nhà. Nếu mà người vợ phụ nữ mà bần công việc thì chồng làm về sớm thì mình sẽ phụ giúp vợ thôi. Cái đó là chuyện bình thường không? Anh là mẫu người mình chia sẻ. Không phải là mình cứ nghĩ là cái phụ nữ là phải là dành công việc là gia đình là người phụ nữ, mà đàn ông cũng phải làm chia sẻ cho vợ mình chứ. Đó là người đàn ông biết suy nghĩ về gia đình. Rồi chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm hết đi luôn ha. Dạ rồi. Rồi, cứ nắm tay nhau đi suốt con đường còn lại. Rồi sẵn đà rồi xin gọi là anh chị cho em xin phép gia đình gái em cho anh hôn em một. Về đứa bán hàng online, đứa đi ship được hả? Dạ. Nhà hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân.
Rồi, rồi em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ.